Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh miệng đang gặm chốt vòng này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nha. Với đôi môi này thì mình sẽ dùng màu đỏ nha.
các bạn về bức tranh mình nhé. Video của mình thì xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tô màu lần sau. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nhé. Các bạn cũng cho mình biết ý kiến của các bạn và sở thích của các bạn về những chủ đề nào thì các bạn hãy comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.